Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Hình Dung Em bên đây ha. Và dạ, theo yêu cầu của các bạn thì ngày hôm qua các bạn kêu mình làm con phà đó, chở con xe nặng nhất trong GTA 5 đi vượt biển thử coi dưới cái mức độ là sóng đánh cấp 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 10, cấp 8 đó các bạn, là mình hồi nữa mình sẽ chỉnh bảo nha. Và nước nó sẽ bị nó đánh các bạn chứ không phải nó im như bây giờ ha. Thì xem coi nó chịu nổi không nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm gì con phà nha mọi người, tại vì mình thấy cái content thì con phà này khá là thú vị á. Ok. Ấy, ngược đầu rồi. Để tôi xây lại, xây về cho nhanh nha các bạn. Hơi ăn gian xíu nhưng mà vậy. Ấy, chết mẹ nó chìm xuống rồi. Ấy, ôi, vẫn được các bạn ơi, vẫn được. Xây về xuống xíu các bạn. Có chiếc máy bay ở đây nó cất cánh hoài trời, hơi bị ồn nha. Rồi để anh hạ hạ cái mũi xuống. Mình sẽ lấy chiếc xe tải mà bự nhất trong GTA 5 nha các bạn, để chạy lên con thuyền này. Mình hy vọng nó sẽ chịu nổi. Đây rồi, bây giờ mình sẽ lấy thử con siêu xe tải đó ra nha mọi người, coi coi không biết là từ từ mình ho á, không biết đây các bạn. Mã ơi nó bự. Rồi để mình dè lên con siêu chiến thuyền của mình nha. Con này chắc mình dè lên các bạn ơi. Con này nặng lắm các bạn à. Con này nặng chắc gấp 3 40 lần con xe tăng á. Xe tăng cỡ ba mấy tấn chứ chiếc này cỡ cả trăm tấn á. Chứ không giỡn đâu. Ok các bạn, chúng ta sẽ dè lên phà nha mọi người. À, vừa bề ngang là vừa các bạn, bề ngang là vừa, nhưng mà mình không biết là nó chịu tải nổi không nha. Ui má nhúng lên cái chân rồi các bạn. Từ từ, ôi muốn gãy cái gai ấy luôn rồi kìa. Lên các bạn. Wow, lái hơi bị khét nha, lái này chúng ta phải kỹ một chút. Trời ơi, ôi lên được các bạn ơi, chịu nổi các bạn mà nó chưa ngay lắm rồi. Ui không được, chìm cái đuôi, các bạn phải đậu ngay cái đầu các bạn ơi. Các bạn thấy chìm cái đuôi không, mình ve ra sao các bạn coi nè, mọi người thấy không, chìm cái đuôi đó. Không được, nặng lắm, mình phải làm sao cho cân bằng được, chiếc xe. À đúng rồi, mình chạy lên bờ rồi mình, đúng rồi các bạn, mình có cách rồi, mình sẽ chạy con này lên bờ được mà. Rồi mình rồi tí mình sẽ ve xuống các bạn. Các bạn thấy hợp lý không? Nói vậy thì nó sẽ không bị chìm. Rồi bây giờ mình đậu dưới nước thì nó bị mất cân bằng. Vậy bây giờ mình sẽ chạy lên bờ đó các bạn. Tại con này chạy lên bờ được, mình quên. Đây. Đó, mình có thể lên bờ được mà. Nhưng mà lên bờ thì cái dốc nó cao quá nè. Không biết nó leo lên nổi không nha các bạn. Không biết trên bờ thì cái dốc của con này nó cao quá không. Ờ à, đúng rồi, mình có cách rồi, mình có cách để giúp con này lên rồi. Mình dưới đây mình sẽ ơi, mình nghĩ là lên được các bạn ơi, thử cái nha, thử có lên được không nha các bạn. Mình không cần đậu dưới bánh phà đâu. Các bạn nhớ like ủng hộ mình nha mọi người, cái like subscribe nhớ. Có cái xăng kìa, đụng cái là thấy tới công chuyện quá. Đó bạn thấy con này lên bờ nó cũng bự mà, nó đâu nhỏ đâu, mà cái dốc nó hơi cao các bạn, cái dốc đổ bộ nó hơi cao. Không biết về là được nữa. Được nha mọi người, nó làm cái dốc mình vẫn chạy lên được nha. Đó lên đây thì mình đâu có bị quá cao đâu. Đó. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy xuống nước nha. Đó, các bạn thấy dữ dằn chưa? Quá đỉnh luôn các bạn, nhìn nó bự kìa các bạn. Bự hơn mà các bạn tưởng tượng không? Các bạn hồi nãy nhớ mình lúc mà mình ở dưới nước không bạn? Các bạn tưởng tượng nó rất là nhỏ, nhưng mà khi mà mình chạy lên trên đây thì các bạn thấy rồi đó.
bự vãi chưởng luôn á. Đó mọi người thấy không, mình có chút xíu mà đứng còn không tới cái cầu phao nữa các bạn, thấy chưa? Ở đây nó có cái dốc nè mọi người, ở đây tuy nó tàn hình nhưng mà nó có, thật ra nó có cái dốc nha, nên xe chạy là được hết à. Mình nghĩ là mình phải cho một con gì đó, không mình nghĩ là được rồi. Đây mình vô mình gài thắng tay các bạn ơi, mình nghĩ là mình có nút gài thắng tay cho cái xe này để thôi nó bị tuột, với lại đậu chưa ngay nữa nè, đậu chưa ngay các bạn ơi, bây giờ đậu chưa ngay mình sợ đi alpha nó sẽ lật á, nên mình sẽ đậu ngay lại. Chơi mấy game này chúng ta phải cần tỉ mỉ các bạn. Rất là khó để dịch con này các bạn ơi, xe nặng quá rồi đó, hai cái bánh về mình nghĩ là chuẩn rồi đó. Bánh sau thì nó hơi bè ra hai bên hông xíu nha các bạn đó, hai bánh trước vậy là chuẩn rồi, chỉ ra sau là xíu, tại phía đuôi nó nhẹ hơn phía đầu các bạn, phía đầu có đặt máy nên nó còn nặng các bạn, phía đuôi nó rất là nhẹ luôn, nên mình nếu mà đậu sau thì nó sẽ bị nhõng ben các bạn. Rồi ấy chết mẹ, quên gài thắng tay. Hết vô lại được luôn rồi, nó không leo lên được lại các bạn ơi. Ok chạy luôn thử các bạn ơi, sao không vô được. Đậu sát cái cabin quá, nó bị lỗi các bạn ơi, nó không lái được nè. Oh my god, cho tôi vô lái ơi. Có lúc nào là go to the vehicle không ta? Rồi để mình xóa hai chiếc này đi các bạn ơi. Làm lại. Rồi. Làm lại nha các bạn. Đây mình thẳng cái đầu này để tí mình chạy xuống luôn. Ui. Má về lên không nổi luôn nè. Ok. Vehicle đâu rồi? Để mở cái nắp mới ra ấy. Vehicle control hút rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ spam chiếc xe tải hồi nãy, có bác bảo vệ kìa các bạn, bác bảo vệ chắc cũng tò mò xe của mình lắm. Industry rồi, dê lên các bạn, ra bác bảo vệ ơi, xe tải nặng đó bác bảo vệ, trời dê không nổi luôn nữa các bạn, nhìn nè nó tải nặng á, má bác bảo vệ còn đút cái đầu vô cái bánh xe nữa, bị khùng cái gì hết trời. Giỡn ngoài bác bảo vệ, cái mạng của bác không đủ để đền mà chiếc xe này đâu nha, bác đút cái đầu vô lỡ xe đó banh sao, cái đầu bác banh thì không sao đâu, chiếc xe này banh là bác hư mệt á. Nghe lên nghe sau xíu nữa bạn, rồi cho ngang thùng này là ok đó. Rồi để coi mình gài thắng tay lại các bạn. Vehicle control nè, phanh tay đó bạn, rồi mình đã phanh tay on lên cho nó rồi, bây giờ nó sẽ giữ thắng tay về cho mình đó bạn, nghe tiếng thắng tay kéo không. Rồi giờ lên tàu nữa bạn, lên phà đó, đóng cửa phà lại nè. Tới luôn anh Bảy ơi, tới luôn. Các bạn thấy xe nó nhích nhích không?
Nhưng mà mình gài thắng tay rồi nên nó không tụt đâu. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Chạy từ các bạn. Không gài thắng tay lại xe nó sẽ bị tụt. Ui. Nó ngập. Ôi hên quá nó nổi lên các bạn ơi. Wow, nó vừa khích luôn các bạn ơi. Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Ôi, chìm. Mình giật xuống ghe. Muốn chìm nữa các bạn ơi, nó nặng lắm. Trời ơi, nó nặng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra biển lớn nha các bạn. Mình đang chạy với tốc độ từ từ các bạn. Nhìn cánh quạt nó quay nè, không dám chạy nhanh luôn á. Nhìn nè các bạn, cái phà nó muốn chìm luôn á. Mình nghĩ mình đậu đây là hợp lý nhất các bạn. Tại vì cái phần đầu với phần đít xe thì nó cái đít nó bị nhẹ các bạn. Các bạn thấy đít không, nó chỉ có hai cánh quạt thôi. Còn ở chính giữa thì nó có cục máy nè. Nên cục máy nó đủ nặng để nó chì phà lại, nó không làm mất cân bằng chiếc phà. Mình tăng tốc rồi các bạn. Bình thường phà chạy được 100 km/h chở chiếc này còn chạy được có 50 các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đang tiến ra biển nha các bạn. Chạy chậm lại các bạn ơi. Nó bị tuột cái sao các bạn ơi, chết mẹ nó tuột cái sao rồi. Ui, ôi, má mình đậu lại chìm các bạn. Đậu lại nó nặng quá nó chìm. Không được. Nó tuột cái sao các bạn ơi. Chạy nãy nó cốc đầu lên rồi, xe nó bị tuột từ từ. Chết rồi các bạn, bây giờ là tàu mà mình đậu lại là nó chìm liền các bạn ạ. Nó chìm liền thiệt á. Rồi bây giờ ra biển có sóng nè các bạn. Chúng ta chuẩn bị nhấp nhô từ nhịp nè. Đó. Ra sóng đây mà chạy hết nổi luôn các bạn ơi. Rồi luôn rồi. Rồi. Không ổn rồi đại dương ơi. Thôi chỉnh thời tiết lẻ các bạn. Cho bạn coi khi chạm trán siêu ảo nè. Rồi luôn. Sống kìa các bạn. Má ơi. Má ơi cứu con. Cứu. Coi kìa các bạn. Má con tàu chạy hết nổi luôn rồi à. Xà lan mà gặp bão nè. Xà lan chở tàu vật liệu xây dựng mà gặp bão luôn mọi người. Xem bị đánh muốn lật luôn rồi các bạn. Sóng lớn lắm. Mình mà bây giờ mình ngừng cái cánh quạt là cái là tàu nó chìm liền các bạn à. Nó bị mất động cơ á. Nó hiu lắm rồi. Ôi. Ôi ôi. Ô Phật. Đâu là đất liền đây. Mình muốn về đất liền. Mình phải quẹo về đất liền các bạn ơi. Đây sóng đánh ghê quá. Ôi không quẹo được luôn các bạn ơi. Sóng có đẩy. Thiền chạy không nổi luôn rồi đó. Quẹo đất liền các bạn. Nó phải vượt biển các bạn. Thiền dưỡng giỏi không đến từ vùng biển lặng các bạn à. Thiền dưỡng. Captain thì những giỏi không đến. Ôi đồng hồ tốc độ báo ảo mày ơi, chạy có 20 km/h mà nó báo là chạy 80 km/h, ảo thì chứ. Thiền dưỡng giỏi không đến từ vùng biển lặng các bạn, mình là thiền dưỡng siêu vip pro. Ôi nó đánh nửa tàu luôn rồi, sẽ ra ngoài đây mình lướt sóng luôn. Cố lên, sống kìa các bạn. Wow. Dữ không các bạn? Không thể nào đánh chìm mình được mình đâu. Khúc này biển còn lặng các bạn ạ. À. Càng ra xa thì biển nó sẽ càng dữ nha. Ôi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, mình phải chạy ngang với con sóng các bạn ơi, chứ mình chạy ngược sóng không ổn. Để bây giờ mình sẽ thử thả trôi nha các bạn. Chìm luôn các bạn ơi. Má thả trôi là chìm các bạn. Thấy chưa các bạn, mình nói rồi.
Không được, mình mà thả ra một cái xe nó mất lực đẩy là nó duỗi cái đít xuống liền các bạn, nó chịu không nổi. Ôi biển kìa, biển đánh kinh quá. Trời tối luôn bạn. Oh my god. Đúng kiểu đi đi biển sợ nhất cảnh này các bạn, sợ nhất khúc này luôn á. Bây giờ động cơ mà chết máy cái là chìm tàu liền các bạn ạ, không có nhiều. Nhìn con sóng các bạn ghê không? Nó đánh kìa, ý là tàu phao đó, chỗ đánh kìa. Tàu mình nặng đó mà còn vậy đó, tàu bự cái nào ra ngoài biển thì cũng như một hạt cát đó các bạn ơi, như một hạt đậu giữa biển thôi, không ăn thua. Wow, nổ lên bạn. Giờ mình đậu lại nha các bạn, thử ngừng lại nè, không chạy động cơ, động cơ giả bộ bị chết máy nữa bạn. Các bạn sẽ biết diễn cảnh xảy ra đó. Tàu bị chết máy là vậy các bạn, sóng nó dập nè, mọi người thấy không? Rồi luôn, rồi luôn, gớt chiếc cây xuống luôn mày ơi, má ơi gớt chiếc cây xuống luôn rồi, gớt chiếc hàng của mình xuống biển các bạn. Khi nó xuống thì con tàu này khả năng là mình nghĩ là nó vượt bão tốt các bạn ơi, các bạn thấy không, nó mà nhẹ tải cái nó chạy trăm mấy nó bay không các bạn à, chứ nó không có chạy nữa. Cái thuyền phao nó rất là mạnh, thuyền này là thuyền đổ bộ các bạn, tại chở chiếc đó quá tải các bạn ơi, chứ mình nghĩ một đơn hàng vừa đủ thì nó cũng không tới nổi đâu, tại vì tàu này là thiết kế tàu chiến mà các bạn, để nó chinh chiến ở những nơi khó khăn hiểm trở mà. Ngoài kia chạy ra nhìn nó xa xăm thì nó nguy hiểm quá bạn. Ok, và video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này nhớ để lại cho mình xin một like và subscribe cho channel của mình nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Là cảm giác chiếc phà được chở đi các bạn, tưng tưng luôn á. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Rồi, sóng đánh nữa bạn, cảm giác trong tàu là sóng đánh nè. Thấy ghê chưa các bạn? Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.